tầm trên 200 triệu đồng. Duy Linh trân trọng giới thiệu, đây là chiếc đồng hồ Oplot chính hãng với sự kết hợp giữa thép và vàng hồng Rogold Ao 750 của Oplot. Trên thân vỏ đồng hồ, phần khóa dây đồng hồ, đây là thép đặc biệt không gỉ chính hãng của hãng Oplot. Và phần mid đây là phần vàng hồng Rogold Ao 750 chính hãng của hãng Oplot. Phần đầu khóa của mid giữa thép và vàng. Phần thân vỏ đồng hồ cũng mít giữa thép và vàng hồng. Mặt đeo là màu đen, cho nên là dây đeo cũng là màu đen. Dây đeo này với hai thành phần, đó chính là bên trong, bề mặt bên trong đây là dây cao su chính hãng của hãng Hoplos, và bề mặt ngoài đó chính là da cá sấu của hãng Hoplos. Đây là một chiếc đồng hồ new chính hãng original, nguyên bản nguyên thủy nguyên zin, mới tại Kỳ Lân Luxury. Và Kỳ Lân rất vui vì mình review một chiếc đồng hồ đẹp. Đây là mẫu đồng hồ Hoplot Classic Fusion, mẫu đơn giản mà bán chạy nhất của thương hiệu đồng hồ này, và là mẫu mà phù hợp hầu hết với tất cả cổ tay của tất cả chúng ta luôn. Dù là nam hay nữ, bất kỳ ai thì đeo cái mẫu đồng hồ Hoplot Classic Fusion này đều phù hợp hết. Classic, và hiện tại Kỳ Lân đang đeo trên tay, đang review đây là chiếc đồng hồ có size 42. Và size 42 này hầu như là dành cho nam bởi vì to, và size 45 là đặc trưng dành cho nam. Còn size 33, 38, 33 thì đặc 33 thì đặc trưng cho nữ rồi. 38 thì unisex, đeo được cho cả nam và nữ, khác biệt với các thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng từ đất nước thụy sĩ khác. Thì mẫu đồng hồ Hoplot Classic Fusion này thì có dây đeo đa số là cao su, hoặc là dây đeo cao su mix với cá sấu, hoặc là dây đeo cao su mix với da cá. Thì cái dây đeo này sẽ có một phần đầu khóa và một đầu sỏ. Ở trên phần đầu khóa thì sẽ có hai cái chốt để mình nhấn giữ, mình gỡ ra. Và phần đầu dây còn lại thì sẽ được hãng đục lỗ sẵn như thế này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lỗ này. Và mình sẽ sỏ vào vị trí tương ứng trên hai cái lỗ, trên sợi dây đầu sỏ vào hai cái đầu dây đầu khóa, và mình đưa vào tay mình ra, cảm thấy vừa như thế nào thì mình có thể đeo phù hợp. Khi mà mình đeo, hoặc là mình cho ai mượn, hoặc là mình chuyển nhượng cho người khác cũng rất dễ dàng, bởi vì ai cũng có thể đeo được hết. Nếu như mình đang đeo, Kỳ Lân đang đeo là kích thước này, và một người khác đeo một kích thước to hơn, thì mình sẽ chỉ việc là mình nới cái lỗ này ra, hoặc nếu mà muốn đeo nhỏ lại thì mình sẽ thu cái lỗ này sát vào trong, là phù hợp với tất cả cổ tay của chúng ta luôn.